Câu E. Trong cùng một năm, ngày 28 tháng 5 là thứ hai, vậy ngày 1 tháng 6 là? Đáp án A là thứ ba, đáp án B là thứ năm và đáp án C là thứ sáu. Để tìm được cái đáp án đúng cho cái câu hỏi này thì chúng ta cần phải nhớ lại là xem là ngày trong cái tháng 5 ấy là có bao nhiêu ngày. Thì có một cái mẹo để giúp cho chúng ta có thể biết được tháng 5 có bao nhiêu ngày, đó là bằng cách là chúng ta nắm cái bàn tay này lại để chúng ta đếm. Nắm bàn tay này lại để chúng ta đếm. Thì chúng ta sẽ thấy này, thì cách đếm như sau. Trong một năm ấy thì chúng ta sẽ bắt đầu từ cái ngón út này là cái phần lồi lên này, còn cái phần giữa này là phần lõm xuống này. Và tiếp tục đây là lồi lên, đây là lõm xuống, đây là lồi lên, đây là lõm xuống và đây là lồi lên. Vậy thì cái phần lồi lên này là những cái tháng mà có 31 ngày, còn cái phần lõm xuống này là tháng mà có 30 hoặc là 28 ngày. Thì các em sẽ thấy này, tháng bắt đầu đếm từ số 1, từ tới 2, tới 3, tới 4, tới 5, tới 6, tới 7. Giờ chúng ta đếm ngược lại này, thì tới 8, 9, 10, 11, 12. Vậy thì những cái số mà nó ở bên trên cái phần lồi lên này ấy, thì đây là những cái tháng mà có 31 ngày. Vậy thì chúng ta sẽ đếm lại nhé, để chúng ta xem là tháng 5 có bao nhiêu ngày. 1, 2, 3, 4, 5. Ở phần lồi lên này, do đó tháng 5 là tháng có 31 ngày. Vậy thì chúng ta sẽ liệt kê vào đây, chúng ta sẽ thấy này, ngày 28 tháng 5, rồi tới ngày 29, rồi ngày 30, rồi ngày 31 tháng 5 và tới ngày mùng 1 tháng 6. Thì theo đề bài trong cùng một năm, ngày 28 tháng 5 là thứ hai, vậy đây là thứ hai, đây là thứ ba, đây là thứ tư, đây là thứ năm và đây là thứ sáu. Vậy đáp án đúng của chúng ta là ngày mùng 1 tháng 6 sẽ tương ứng với lại thứ 6. Tương ứng với thứ 6 này. Và thì câu C sẽ là đáp án đúng. Rồi tiếp tục sang câu G. Câu G, hình tròn tâm ô ở hình bên có đường kính là. Chúng ta biết rằng đường kính là một cái đoạn thẳng phải đi qua tâm. Do đó ở trên cái hình vẽ này chúng ta có đường tròn tâm O. Và như vậy thì MN chính là đường kính, bởi vì MN đi qua cái tâm O này. Vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án B. Chúng ta lưu ý CD, đoạn thẳng CD này không qua đi tâm O, cho nên chúng ta sẽ loại CD này ra. CD chắc chắn không phải là đường kính hay các em. Còn lại ON thì chỉ là bán kính thôi. Đấy. Đáp án đúng là đáp án B, là MN. Tiếp tục. Phần 2, chúng ta sẽ có các bài tập. Câu 2 ở đây là đặt tính rồi tính, thì chúng ta cần đặt tính để tính bài toán là thứ nhất, chúng ta sẽ đặt tính là 2567 cộng với 610 Các em lưu ý khi đặt tính thì chúng ta đặt làm sao đó hàng đơn vị phải thẳng với hàng đơn vị, hàng chục thẳng với hàng chục và hàng trăm thẳng với hàng trăm như trên trong màn hình. Tức ra sẽ có là thực hiện phép cộng thì ta có 7 cộng với 0 thì bằng 7, 6 cộng 1 bằng 7, 5 cộng với 6 bằng 11, viết 1, nhớ 1, 2 nhớ 1 là 3. Đáp án của ta là 3177. Tiếp theo là 32482, đây là cộng trừ cho 9177. Chúng ta sẽ lấy 2 không trừ cho 7, chúng ta sẽ mượn 1 là 12, 12 trừ cho 7 được 5. Chúng ta trả 1 vào đây là thành 8, 8 trừ 8 bằng 0, 4 trừ cho 1 còn 3, 9 không trừ được cho 2 không trừ được cho 9, chúng ta
mượn 1 là 12, 12 trừ cho 9 còn 3. Và chúng ta trả 1 vào đây là 3 trừ cho 1 còn 2. Như vậy đáp án của chúng ta là 23.305. Tiếp tục là thực hiện phép nhân. Chúng ta sẽ có là 2 x 3 bằng 6. 2 x 3 bằng 6. 3 x 9 27, viết 7 nhân 2. 3 x 0 là 0, nhân 2 là 2. 3 x 1 là 3. Như vậy đáp án đúng của chúng ta là 32.766. Rồi, tiếp tục chúng ta có là 2.815 mà chia cho 7. Chúng ta sẽ tiến hành từ trái sang phải, chúng ta sẽ có là 2 không chia cho 7, cho nên ta lấy 28, 28 chia cho 7 được 4. 4 nhân 7 trừ 28, 4 nhân 7 được 28, 28 trừ 28 bằng 0. Chúng ta hạ 1 xuống. Chúng ta hạ 1 xuống. 1 không chia cho 7, chúng ta thêm 0 vào đây. Rồi. Hạ 5 xuống. 15 chia cho 7 được 2. 2 nhân 7 14, 15 trừ 14 được 1. Như vậy đây là bài toán này có dư, chúng ta được là 402 dư 1. Và nhớ là trong cái bài toán này thì có dư nhé. Rồi tiếp tục sang câu số 3. Câu số 3 là tính giá trị biểu thức. Tính giá trị biểu thức thì các em thấy là ở trong cái câu A này thì biểu thức này có phép cộng và phép có dấu ngoặc. Biểu thức có dấu ngoặc, do đó chúng ta cần thực hiện trong ngoặc trước. Và để thực hiện trong ngoặc trước thì chúng ta sẽ có là chúng ta sẽ đặt phép tính để tính nhẩm trong ngoặc, tính trong ngoặc này ta có là 35.281 35.281 cộng với lại 51.645. Thì thực hiện phép cộng này chúng ta sẽ được là 1 cộng 5 bằng 6, 4 cộng 8 bằng 12, viết 2 nhớ 1, 6 cộng 2 là bằng 8 nhớ 1 là 9, 5 cộng 1 bằng 6, 5 cộng với lại 3 bằng 8. Như vậy sẽ bằng 86.926. Rồi hạ chia cho 2 xuống. Đến đây chúng ta sẽ lấy 86.926 này chúng ta chia cho 2. Chia cho 2 thì chúng ta sẽ có là 8 chia cho 2 được 4. 2 x 4 bằng 8 trừ còn 0. 8 trừ 8 bằng 0, chúng ta hạ 6 xuống. 6 chia cho 2 được 3. 2 x 3 bằng 6, 6 trừ 6 bằng 0, chúng ta hạ 9 xuống. Là hạ 9 xuống. 9 chia cho 2 được 4. 2 x 4 là 8, 9 trừ 8 còn 1. Chúng ta hạ tiếp số 2 xuống là 12. 12 chia cho 2 được 6. 2 x 6 12, 12 chia cho 12 hết bằng 0. Chúng ta hạ tiếp 6 xuống. 6 chia cho 2 được 3. 2 x 3 bằng 6, 6 chia 6 bằng 0. Như vậy đáp án của chúng ta, kết quả của chúng ta là bằng 43.463. Rồi, bài câu B là một bài toán khó hơn một chút. Đây là bài toán tìm x. Thì các em thấy là trong cái đề bài đó là 5 nhân x bằng 20.500. 5 nhân x bằng 20.500. Và x ở trong này chính là, trong cái phép nhân này thì x chính là thừa số. Và chúng ta đã biết là muốn tìm thừa số thì ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. Do đó chúng ta sẽ có là x sẽ bằng 20.500, chúng ta chia cho 5 và thực hiện phép tính là 20.500 chia cho 5. Chúng ta sẽ có là đầu tiên chúng ta lấy 20 chia cho 5 được 4. 4 nhân 5 20, 20 trừ 20 hết, hạ 5 xuống. 5 chia 5 được 1.
1 nhân với 5 bằng 5, 5 trừ 5 bằng 0. Còn lại hai số 0 này chúng ta hạ xuống. Và chúng ta thêm vào đây hai số 0 nữa. Như vậy kết quả của ta là x bằng là 4100. Câu 4. Một miếng đất hình chữ nhật có chiều dài 20m, chiều rộng miếng đất bằng 1/4 chiều dài. Tìm diện tích miếng đất đó. Chúng ta biết là theo đề bài thì ta có là một miếng đất hình chữ nhật có chiều dài là 20m và chiều rộng miếng đất thì bằng 1/4 chiều dài. Tìm diện tích miếng đất đó. Thì đầu tiên chúng ta cần phải nhớ lại bài toán tính diện tích của hình chữ nhật. Ta đã biết muốn diện tích của hình chữ nhật thì bằng chiều dài nhân với chiều rộng. Trong hình chữ nhật, thì ta có là diện tích, thì là bằng chiều dài nhân với chiều rộng. Và theo đề bài thì chiều dài của cái miếng đất hình chữ nhật này thì là 20m. Ta đã biết là chiều dài thì bằng 20m. Chiều dài là 20m. Và chiều rộng miếng đất thì bằng 1/4 chiều dài. Như vậy chiều rộng của miếng đất thì chưa biết, mà chỉ biết rằng nó bằng 1/4 chiều dài thôi. Do đó chiều rộng chưa biết, vậy thì chúng ta cần phải đi tìm chiều rộng trước. Tìm chiều rộng thì ta biết là chiều rộng là 1/4 chiều dài. Như vậy chúng ta chỉ cần lấy chiều dài chia cho 4 thì sẽ ra được chiều rộng. Vậy thì chúng ta sẽ giải bài toán như sau. Đầu tiên chúng ta tìm chiều rộng của miếng đất. Hai mươi chia cho 4 được 5, đơn vị là mét. Vậy chiều rộng của miếng đất là 5m. Sau đó chúng ta sẽ đi tìm diện tích của miếng đất. Diện tích của miếng đất đó là, chúng ta biết chiều rộng là 5 và chiều dài là 20. Vậy thì diện tích của miếng đất sẽ là lấy chiều dài nhân với chiều rộng. Chúng ta sẽ có là 20 nhân với 5 và kết quả là bằng 100, đơn vị là mét. Diện tích đơn vị là mét vuông. Đáp số. Mét vuông. Đó là câu số 4. Câu 5. Một chiếc thuyền chở được tối đa 6 người khách qua sông, không tính người lái thuyền. Đã có 4 chiếc thuyền chở khách qua sông và còn 4 người đợi đi chuyến cuối. Em hãy tính xem có tất cả bao nhiêu người muốn qua sông. Theo đề bài thì chúng ta có là mỗi chiếc thuyền thì chở được tối đa là 6 người khách qua sông. Mỗi một chiếc thuyền thì chở tối đa là 6 người, không kể cái người lái. Và đã có 4 chiếc thuyền chở khách qua sông
và còn 4 người đợi đi chuyến cuối. Thì hãy tính xem, em hãy tính xem có tất cả bao nhiêu người muốn qua sông. Trong trường hợp này chúng ta sẽ hiểu rằng mỗi một chuyến thuyền qua sông, khi mà còn người ở đang đợi ấy, thì mỗi một chuyến qua sông sẽ chở số người bằng với số người tối đa, tức là chở được 6 người khách. Mà chúng ta đã có là 4 chiếc thuyền chở khách qua sông rồi. Đã có 4 chiếc chở khách qua sông rồi. Do đó chúng ta sẽ biết được là có số người đã qua sông bằng cách là lấy 4 chiếc thuyền này, 4 chiếc này, mà chúng ta nhân với lại tối đa là mỗi một chiếc là có 6 người. Đấy. Như vậy chúng ta sẽ ra được cái kết quả là đầu tiên là 24 người đã qua sông. 24 người đã qua sông. Và còn tới 4 người đợi đi chuyến cuối nữa. Như vậy chúng ta sẽ tính được tổng số người muốn qua sông bằng cách lấy 24 người này đã qua cộng thêm với lại 4 người nữa. Cộng thêm với 4 người đang đợi nữa. Và kết quả là bằng 28. Như vậy để giải được bài tập này thì chúng ta cần phải làm hai phép tính. Phép tính thứ nhất là chúng ta tính xem số người đã qua sông. Và phép tính thứ hai là tính tổng số người muốn qua sông. Chúng ta thực hiện phép tính thứ nhất và chúng ta sẽ đi tìm xem số người đã qua sông. Một cái là theo đề bài thì số người đã qua sông là chúng ta lấy là 4 chiếc thuyền và nhân với mỗi một chuyến là có tối đa là 6 người. Như vậy 4 x 6 bằng 24, đơn vị là người. Rồi ý thứ hai chúng ta sẽ tính tổng số người. Số người muốn qua sông là tất cả số người muốn qua sông là chúng ta sẽ lấy 24 cộng thêm với 4 người đang muốn qua sông, tức là họ đang chờ đi chuyến cuối đấy, thì sẽ bằng là 28 người. Đáp số Đáp số 28 người. Như vậy chúng ta vừa giải xong một cái đề toán lớp 3, đề thi học kỳ 2, thi cuối năm đấy. Và chúng ta sẽ điểm lại những cái câu ở trong cái những cái bài tập ở trong cái đề toán này để chúng ta sẽ nhớ và chúng ta ôn tập tốt hơn. Phần 1 là phần trắc nghiệm. Thì chúng ta nhớ là ở câu điểm lại câu số 1 này. Câu số 1 là số thích hợp điền vào chỗ trống trong dãy số là 14.300, 14.400, 14.500, thì số tiếp theo nó sẽ là 14.600, đáp án B. Câu số 2 câu B là số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau là, thì chúng ta có là đáp án là đáp án A. 9.876 là số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau. Câu C, số 9 được viết theo số La Mã là, thì chúng ta sẽ có đáp án là đáp án B. Số La Mã Y đứng trước X liền nhau như thế này, đây là số 9. Câu D, 5kg đổi sang gram sẽ bằng là 5.000g. Câu E, trong một năm có 28, trong một năm ngày 28 tháng 5 là thứ hai, vậy ngày 1 tháng 6 là. Trong trường hợp này chúng ta cần phải nhớ là tháng 5 trong một năm, thì tháng 5 ấy là tháng có 31 ngày, và từ đó chúng ta viết ra, chúng ta sẽ liệt kê, chúng ta biết được ngày 1 tháng 6 là ngày là thứ 6. Rồi ở câu G thì chúng ta thấy là lưu ý là đường kính phải đi qua tâm. Đấy. Và hai đoạn thẳng ấy là phải hai mút của đoạn thẳng phải là nằm trên đường tròn. Nằm trên đường tròn. Do đó đường kính sẽ là đường kính MN, đáp án B, đáp án đúng.
Và các bài tập phần tự luận thì các em nhớ là khi chúng ta thực hiện ý, thì chúng ta sẽ đặt phép tính, rồi chúng ta đọc kỹ đề bài, đặt phép tính để chúng ta tính sao cho nó thật là chính xác. Và khi tính thì chúng ta kiểm tra lại kết quả. Khi nào cảm thấy thật là chắc chắn rồi thì chúng ta sẽ chuyển sang bài tập khác. Còn nếu mà trong trường hợp mà chúng ta đang còn băn khoăn thì chúng ta sẽ kiểm tra lại, chúng ta cần kiểm tra lại. Và khi giải đề toán ý, thì chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ lựa những bài toán dễ chúng ta làm trước. Những bài toán dễ và chắc chắn đúng ý, chắc chắn chúng ta trong khả năng chúng ta làm được ý, thì chúng ta sẽ làm trước. Còn những bài toán khó thì chúng ta để dành lại chúng ta làm sau cùng. Tránh tình trạng chúng ta làm phải cái bài toán khó, sau đó thì chúng ta không làm được và chúng ta bị mất thời gian. Và đến khi hết giờ rồi chúng ta vẫn chưa giải bài toán khó, nhưng những bài toán dễ thì chúng ta lại cũng không giải được bởi vì không còn thời gian nữa. Cuối cùng thì xin chúc các em ôn thật kỹ những cái bài tập, những cái dạng bài và làm bài kiểm tra học kỳ đạt được kết quả cao. Đừng quên chia sẻ cái video này để cho bạn bè của mình, anh chị em của mình cùng xem. Xin cảm ơn và chúc các em đạt được cái kết quả cao trong học tập. Xin chào và hẹn gặp lại.